Các em học sinh lớp 6 thân mến, tiếp nối nội dung ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 mà các em đã được hướng dẫn ở bài trước. Trong bài ôn tập này, cô và các em sẽ tiếp tục cùng nhau củng cố kiến thức để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1 nhé. Như cô đã nói, trong bài ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 vừa rồi, các em đã được củng cố kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8. Phạm vi bài ôn tập hôm nay là phần củng cố kiến thức tiếng Việt và tập làm văn từ tuần 9 đến tuần 15. Trước hết là phân môn tiếng Việt. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng ôn lại kiến thức về cụm danh từ. Đó là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Ví dụ, một quyển sách mới, từ một và từ mới là những từ ngữ phụ thuộc kết hợp với danh từ quyển sách tạo thành cụm danh từ một quyển sách mới. Các em có thể so sánh hai câu sau: em mua quyển sách và em mua một quyển sách mới. Câu thứ hai có cụm danh từ một quyển sách mới. Từ hai câu trên, các em có thể nhận thấy rằng là cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một danh từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một danh từ vậy. Các em còn nhớ mô hình cấu tạo của cụm danh từ không? Một cụm danh từ có cấu tạo đầy đủ gồm có 3 phần: phần trước, phần trung tâm và phần sau. Các phụ ngữ ở phần trước sẽ bổ sung cho danh từ các ý nghĩa về số và lượng. Còn phần sau, đó là các phụ ngữ nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong không gian hay thời gian nha các em. Tiếp theo thì cô trò mình sẽ cùng ôn kiến thức về số từ và lượng từ. Như các em đã được học, số từ là từ chỉ số lượng sự vật. Với ý nghĩa này, số từ sẽ đứng trước danh từ. Ngoài ra, số từ còn chỉ thứ tự của sự vật nữa. Khi đó, nó sẽ đứng sau danh từ. Các em cần phân biệt số từ với danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng như đôi, chục, tá. Còn lượng từ, đó là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. Và người ta chia lượng từ ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể, ví dụ tất cả, cả, tất thảy, vân vân. Nhóm thứ hai, nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối, ví dụ các, những, từng, mỗi. Rất là dễ nhớ phải không các em? Sau đây cô trò mình sẽ củng cố kiến thức về phó từ. Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. Và trong các ví dụ này, phó từ đã bổ nghĩa cho động từ đi, phó từ được bổ nghĩa cho động từ soi, còn phó từ thật thì bổ sung cho tính từ lỗi lạc. Từ các ví dụ trên, ta có thể thấy phó từ hoặc đứng trước hoặc đứng sau động từ, tính từ mà nó bổ nghĩa. Và các em, người ta chia phó từ ra làm hai loại, nhớ không? Đó là phó từ đứng trước động từ, tính từ, bổ sung một số ý nghĩa liên quan đến hành động, trạng thái, đặc điểm, tính chất nêu ở động từ hoặc tính từ, như là chỉ quan hệ thời gian nè. Ví dụ các từ đã, đang, sẽ, chỉ mức độ, ví dụ như là thật, rất, hoặc là chỉ sự tiếp diễn tương tự, ví dụ các từ cũng, vẫn, rồi chỉ sự phủ định, ví dụ như là không, chưa, rồi chỉ sự cầu khiến, ví dụ như là các từ hãy, đừng, chớ. Và phó từ đứng sau động từ, tính từ là nhóm thứ nhì, bổ sung một số ý nghĩa như chỉ mức độ, lắm, quá,
chỉ khả năng, ví dụ như từ được, ví dụ chỉ kết quả và hướng như là ra, vào, vân vân. Tiếp đến, cô trò ta sẽ củng cố kiến thức về từ loại động từ. Đó là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật. Động từ có thể đặt sau các phó từ đã, vẫn, cũng, sẽ, đang, vân vân. Và về chức năng ngữ pháp trong câu thì từ loại động từ có thể trực tiếp làm vị ngữ. Các em còn nhớ người ta phân động từ ra làm những loại nào không? À, loại thứ nhất là động từ tình thái. Thì loại động từ này thường đòi hỏi động từ khác đi kèm, như động từ định ở phía trên đòi hỏi động từ nghỉ ngơi đi phía sau. Thì cái câu họ định nghỉ ngơi mới trọn nghĩa. Thứ hai là động từ chỉ hành động trạng thái. Và động từ chỉ hành động trạng thái còn có hai loại nhỏ. Thứ nhất là động từ chỉ hành động, như động từ đi ở ví dụ trên. Động từ chỉ hành động thì trả lời cho câu hỏi làm gì. Thứ nhì là động từ chỉ trạng thái. Động từ chỉ trạng thái trả lời cho câu hỏi làm sao, thế nào, như động từ buồn ở ví dụ phía trên. Tiếp đến thì cô trò mình sẽ ôn tập kiến thức về cụm động từ. Đó là một loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Ví dụ, đã đi nhiều nơi. Trong cụm động từ trên thì các từ đã, nhiều nơi bổ sung ý nghĩa cho động từ đi. Đã và nhiều nơi là các từ ngữ phụ thuộc kết hợp với động từ đi tạo thành cụm động từ đã đi nhiều nơi. Các em hãy so sánh hai câu sau đây: ông ấy đi và ông ấy đã đi nhiều nơi. Trong câu thứ nhất, động từ đi giữ chức vụ vị ngữ. Trong câu thứ hai, vị ngữ là cụm động từ đã đi nhiều nơi. Từ đó, các em có thể nhận ra rằng là cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu tạo phức tạp hơn một động từ, nhưng hoạt động trong câu giống như một động từ vậy. Tiếp sau đây, cô và các em sẽ cùng nhắc lại một chút về mô hình cấu tạo của cụm động từ. Cũng như cụm danh từ thì cụm động từ có cấu tạo đầy đủ gồm 3 phần, đó là phần trước, phần trung tâm và phần sau. Các em nhớ không? Trong một cụm động từ thì các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ một số các ý nghĩa sau đây. Về quan hệ thời gian, ví dụ đã, đang, sẽ, tôi đã học bài. Về sự tiếp diễn tương tự, ví dụ các từ đều, cũng, cùng, cả hai đều chăm. Về sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động, được thể hiện qua các từ hãy, đừng, chớ. Các em hãy chú ý nghe giảng. Hoặc về sự khẳng định, phủ định hành động, không, chẳng, chưa, vân vân. Tôi chưa xem phim đó bao giờ. Còn các phụ ngữ ở phần sau đó thì bổ sung cho động từ trung tâm một số cái ý nghĩa về đối tượng nè. Ví dụ tôi ăn cơm, học bài. Về phương hướng chẳng hạn, ví dụ cô ấy trèo lên cây bưởi hái hoa. Về địa điểm, ví dụ như là hè vừa rồi tôi được đi Hà Nội. Và còn rất nhiều những nội dung ý nghĩa khác nữa mà các em có thể ôm thêm trong sách giáo khoa nha. Và cuối cùng thì trong phân môn tiếng Việt, cô sẽ cùng các em nhắc lại kiến thức về tính từ và cụm tính từ. Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái, như các từ xanh, đỏ, cao, thấp, xanh ngắt. Và cũng như động từ, tính từ có thể kết hợp với các từ đã, đang, sẽ, vân vân, nhiều lắm, còn nhiều lắm.
để tạo thành một cụm tính từ nha các em. Tuy nhiên, khả năng kết hợp với các từ hãy, đừng, chớ của tính từ thì lại rất là hạn chế. Và cũng như là động từ thì tính từ cũng có thể làm vị ngữ, có thể làm chủ ngữ ở trong câu. Nhưng mà so với động từ thì khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn. Các em, trong các ví dụ về tính từ xanh, đỏ, cao, thấp, xanh ngắt ở đây, các em cho cô biết là tính từ nào có thể kết hợp được với từ chỉ mức độ. Các từ chỉ mức độ là các từ ví dụ như là rất, nè, hơi, lắm, quá chẳng hạn. Và tính từ nào thì không thể kết hợp với các từ chỉ mức độ? Các từ xanh, đỏ, cao, thấp, đó là những tính từ chỉ đặc điểm tương đối nên có thể kết hợp với từ chỉ mức độ. Còn từ xanh ngắt đó các em là tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối nên không thể kết hợp với từ chỉ mức độ được. Từ đó có thể thấy rằng là tính từ có hai loại đáng chú ý. Đó là tính từ chỉ đặc điểm tương đối và tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối. Các em hãy tham khảo mô hình cấu tạo của cụm tính từ. Cấu tạo đầy đủ của một cụm tính từ gồm có 3 phần: phần trước, phần trung tâm và phần sau. Các em học sinh thân mến, trong một cụm tính từ, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho tính từ trung tâm một số những ý nghĩa như sự tiếp diễn tương tự thể hiện qua các từ cũng, phẩm, về quan hệ thời gian, đang, đã, sẽ, hoặc về mức độ của đặc điểm tính chất thể hiện qua các từ rất, hơi, khá, vân vân, về sự khẳng định hay phủ định qua các từ không, chưa, chẳng, vân vân. Còn các phụ ngữ ở phần sau đó các em bổ sung cho tính từ trung tâm những cái ý nghĩa về sự so sánh thể hiện qua một số từ ngữ mà các em dễ dàng nhận ra, ví dụ như từ hơn nè, từ như nè, từ như thể, rồi về mức độ quá nè, lắm nè, vân vân. Có thể biểu thị vị trí nữa qua một số những cái từ ngữ mình dễ nhận diện, đó là các từ trên, từ trong, vân vân. Có thể đó là về ý nghĩa về nguyên nhân của đặc điểm tính chất và còn nhiều những nội dung ý nghĩa khác nữa, các em có thể tham khảo thêm trong sách giáo khoa. Và phần sau cùng của bài ôn tập hôm nay, chúng ta sẽ nhắc lại một số những kiến thức cần nhớ về kể chuyện tưởng tượng. Các em thân mến, trong chương trình tập làm văn lớp 6 học kỳ 1, ngoài những yêu cầu kể lại một cái câu chuyện có sẵn như là một cái câu chuyện dân gian bằng lời văn của em hoặc là kể chuyện đời thường, thì còn có một yêu cầu của thể loại tự sự, đó là kể chuyện tưởng tượng. Với cái loại truyện này, các em nhớ người viết phải dùng trí tưởng tượng để hình dung ra những câu chuyện không có sẵn trong sách vở hay trong thực tế nhưng có một ý nghĩa nào đó. Ví dụ như trong câu chuyện tưởng tượng về những điều thú vị và rắc rối em đã gặp trong 3 ngày bị phạt, buộc phải biến thành một con vật như con gà, con mèo, con cóc vì một lỗi lầm đã mắc phải và em mong được trở lại làm người, là một câu chuyện trải nghiệm tưởng tượng để từ đó người viết cố gắng trở thành người tốt, hay ý nghĩa về tình thầy trò, bạn hữu được khẳng định trong câu chuyện tưởng tượng 10 năm sau em trở về thăm ngôi trường Chu Văn An mà hiện nay em đang theo học vậy. Và thứ hai, người viết phải dựa vào những điều có thật, tưởng tượng phải dựa trên cơ sở sự thật và phải có ý nghĩa. Ví dụ như với đề
kể về cái chuyến trở về thăm trường mà em đang theo học vào 10 năm sau. Trong bài làm của mình thì các em với tư cách là một người học sinh lớp 6 đang theo học tại ngôi trường Chu Văn An này, em tưởng tượng về sự thay đổi của trường mình 10 năm sau, khang trang hơn, hiện đại hơn, với ý nghĩa khẳng định niềm tin, hy vọng vào sự phát triển trong tương lai của trường Chu Văn An chúng ta, phải không các em? Và cuối cùng, các em nhớ là khi làm bài, các em cần trình bày diễn biến sự việc theo một trình tự hợp lý nha các em. Có nghĩa là trong phần thân bài, các em cần trình bày diễn biến của câu chuyện theo trình tự sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc. Và trong quá trình làm bài, các em cố gắng chú ý liên kết chặt chẽ các phần, có đan xen các yếu tố miêu tả cảm xúc của người viết để bài viết sinh động, hấp dẫn nhé. Cô chúc các em thi tốt.